ghi nhận trong sáng nay tại km 172-100 quốc lộ 12 tại địa phận bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn. Giữa trời mưa to, các phương tiện phải đứng xếp hàng dài chờ để được lưu thông. Sau 2 tiếng, đoạn đường này mới cơ bản được khắc phục, đảm bảo các phương tiện đi qua. Trời hôm nào mà trời nắng thì mình có thể đi qua được, chứ trời mà mưa xuống thì nước lớn dâng lên thì chúng tôi ra còn phải ra đến nơi nhưng lại không thể sang được bên kia trường, phải dừng lại. Tuy nhiên các đơn vị thi công đang nỗ lực hết mình từ sáng đến giờ để khắc phục sự cố để cho người dân đi qua. Nhằm khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho người và phương tiện xe máy, ô tô lưu thông thông suốt, Sở Thông vận tải tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, lực lượng huy động hàng chục phương tiện, máy móc hỗ trợ san gạt các lớp bùn đất đá với phương châm gặp sự cố đến đâu khẩn trương khắc phục tại đó. Bên chúng tôi đã triển khai là hơn 10 máy xúc và 15 xe ô tô là lúc nào cũng túc trực 24/24 ở tại bản Mường Pồn để khai thông và không để ách tắc giao thông. Không để ùn tắc giao thông kéo dài, các lực lượng chức năng luôn thường trực trên tuyến quốc lộ 12 đoạn qua xã Mường Pồn, kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trong thời gian sớm nhất.